Chiều nay, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Quý Mão 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các cơ quan, văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục Chính trị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh. Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của tỉnh. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, diễn biến rất phức tạp, khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, quyết liệt. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia. Tình hình đó đã tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Song với sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Qua đó đã góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ. Vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Với bề dày lịch sử, có vị trí địa lý quan trọng và được xác định là cực phát triển Bắc Trung Bộ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Đảng bộ chính quyền các cấp cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các lĩnh vực, trong đó tập trung triển khai nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào ở các khu vực bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu chế xuất, nhất là người bị mất việc làm, thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, Đại tướng Lương Cường gửi tặng các phần quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quân khu 4 cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, các hộ nghèo, công đoàn viên, công nhân, người lao động nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống.